Các bạn nghe thấy anh nói không ạ? Có anh ơi. Rồi. Dạ có ạ. Anh hỏi luôn này, bạn nào mà chưa làm bài tập memorize trừ những bạn mới chuyển từ tháng T8 sang thì báo lại cho anh, đừng để anh phải kiểm tra lại danh sách và anh cho nghỉ. Em chưa làm ạ. Tại sao chưa làm? Em quên mất rồi. Em cứ tưởng là quên mất là làm học này em cứ tưởng nghỉ hè các thứ. Định nghỉ hè hả? Thi đến đít rồi còn định nghỉ hè cái gì Dạ nữa? không ạ. Các bạn nghỉ hè cũng được nha, anh không, cái đấy anh cũng không quản được, bởi vì thực ra là cái đấy nó cũng không không nằm trong cái tầm kiểm soát của bên anh. Các bạn nghỉ hè cũng được, không sao cả, nhưng mà cái việc các bạn bị rớt dụng kiến thức là ở các bạn thôi, còn vấn đề là các bạn đã thi đến, học đến cái tầm này rồi, gần thi được rồi mà các bạn nghỉ, các bạn chỉ cần nghỉ một tháng thôi, quay lại đã quên mẹ hết kiến thức, mà chả cần một tháng, một tuần, bây giờ có hỏi lại có khi quên mẹ hết rồi. Nên là tùy các bạn quyết định thôi nha. Học ôn thi bao giờ cũng là ôn dồn, sau đó thì các bạn để dài dưa ra nó chán. Đấy chưa? À, tóm lại là như thế. Còn quay lại với bài vấn đề chính ngày hôm nay là chúng ta sẽ phải kiểm tra về phần từ vựng hay là level study này. Hiện tại đến giờ phút này là 432 từ nhân với lại 500. Anh ạ, cái hôm 11 này thi là trực tiếp anh. Trên trường luôn. Cái đấy không, chưa biết được đâu em ạ. À, 216.000 từ thì các bạn sẽ đủ điều kiện để học buổi ngày hôm nay. À, cái anh nói luôn này, với một số bạn mà có ý định thi và đăng ký thi và thi tháng 8, cái lịch gần nhất là tháng 8 rồi, thì cái vấn đề là có trường có tổ chức hay không ấy, nó còn tùy thuộc vào dịch Covid nó có căng thẳng hay không. Nếu mà Covid căng thẳng quá thì người ta cũng sẽ không tổ chức được đâu. Còn cái này thì anh không không đưa ra cái gì kết luận, nhưng mà vấn đề là nếu các bạn muốn thi trước thì các bạn có thể đăng ký được, và cũng nên đăng ký để mà thi đi, được chưa? Các bạn có câu hỏi gì liên quan đến thi TOEIC không, anh sẽ giải đáp trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi học. Anh cho em hỏi với. Ừ. Đi thi thì cần cái đơn liên hải anh. Cần liên hai của em vứt đâu rồi? Em vứt ở phòng ở trên trong trường nữa. Bây giờ không lấy được ấy. Người ta không cho vào lấy. Thì có giải quyết được không? Hay là Thì vấn đề là như này, nếu như mà cái hôm người ta tổ chức thi ấy, thì chắc chắn là người ta đã phải cho vào trong trường rồi thì người ta mới tổ chức thi chứ, đúng không? Những cái hôm 11 này người ta bảo tổ chức thi ấy, nhưng mà em lại không lấy được cái tờ đấy, thế Đâu, là em ai ai bảo là 11 này tổ chức thi? có danh sách được mà anh. Có danh sách thi là một chuyện, còn đến gần hôm đấy họ có chuyển thi hay không thì là một chuyện khác. Nhưng mà bắt buộc là cần đơn liên hệ. Phải cần đơn liên hai. Ôi, thế bao giờ em được thi đây? À, vấn đề là như thế này, là em liên hệ với lại với bên kia là như nào rồi? Em bảo người ta là hoãn được, bởi vì là người ta chốt cái danh sách đấy được 2 hôm rồi. À, thực ra cũng chả sao đâu, mà có ngày 11 với ngày 22 mà, tháng 7 này có hai đợt mà. Nhưng mà 11 anh nghĩ là không thi được đâu, làm gì mà cái dịch Covid như này mà người ta đã liều người ta cho thi. Bởi vì bọn cách ly nó còn chưa hết mà, bọn cách ly ở trong trường ấy, chưa chắc đã thi đâu. Nhưng cái đấy là tùy thuộc của bên trung tâm, vì cái này mình bị động, mình không không quản lý được cái này. Ok nhá, à, còn các bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Thôi anh em hỏi là bây giờ đổi sang căn cước công dân đi, em vừa đổi thì là bây giờ mình thi là dùng cái chứng minh thư cũ hay là dùng căn cước công dân anh? Em đăng ký bằng căn cước công dân hay chứng minh thư? Chứ em chưa đăng ký thì ý là em đang hỏi bây giờ nó đang có hai cái thì mình đăng ký cái nào được anh, Cái là mới không, đăng ký bằng căn cước công dân đi. Bởi vì sau này nó còn ảnh hưởng đến cái thông tin của em trên trên hồ sơ nữa. Ừ, các bạn có căn cước công dân đấy. Hay các bạn ấy hơn anh đấy, anh còn chưa có căn cước công dân đâu. ông có bắt làm không anh? Ai ai bắt làm? À, chỗ em dịch cái này là nó quy hết vào một chỗ cho làm luôn mà. Anh chưa có thì anh được chưa? À, 176 bạn đang viết hiệp là bạn nào? 216 điểm mới đủ điều kiện để học. Và hiện đến thời điểm hiện tại có bạn Như Hảo, Hiệp, Hà, Quý, Tuân, Tiến, Quang Thuận. Được chưa? Anh sẽ yêu cầu trợ giảng xử lý lại cái phần này.
còn cái gì đấy nữa. Các bạn cảm thấy học được thì học, học còn học thực tế, không thì nghỉ, đừng có làm mất thời giờ của nhau. Đến bây giờ các bạn tự ôn được rồi, chứ không cần phải đến lúc anh phải gọi là đi theo đít các bạn ủn từng tí một nữa. Nhưng có một cái khác là anh cũng nói thẳng luôn, nói là nói tự ôn được thôi, nhưng mà để các bạn ở nhà mà các bạn tự ôn ấy thì anh xin lỗi các bạn là các bạn lười như chó ấy, nên là nó cũng hơi bị nản đấy, trừ khi các bạn nào chịu khó lắm cơ, chứ còn bình thường ra thì cũng không, tự ôn thì cũng vẫn được nhưng mà nó cũng không đều lắm đâu, thỉnh thoảng hứng lên học được một hai cái xong rồi nghỉ. Được chưa, hôm trước là chúng ta đang làm đến đề gì rồi nhỉ? Cái test 1 quyển 2 ạ. Cái này đúng không? Đến câu bao nhiêu rồi? Anh show màn hình gì anh? Câu bao nhiêu rồi? Ok kìa. Hết test 1 này chưa? Alo. Cái này em chưa học nên em không biết là học đến đoạn nào rồi anh ạ. Thằng Hải Vũ nào? Dạ. Hết phần này chưa? Probably. Hết rồi ạ. Thế gần hết rồi còn gì nữa? Qua hình như anh nhớ là qua phần này. Giải không em? Lát ăn cơm xong vào điểm danh lớp T5 của anh nhé. Em bắt đầu học rồi. Nó đang học rồi, nhưng tí em vào điểm danh xong cũng được. Ok. Test mới đi anh. Để anh xử lý test mới. Để anh check cho bạn một lượt nữa. Đặng viết Hiệp. Hiệp ơi. Hiệp. Sao mày làm được có 176.250? Em vào sau đúng không? Dạ. Rồi ok. Anh ơi, em là vào sau thì em vào từ nhóm ấy lên thì là mỗi buổi em phải làm bao nhiêu tiệm em loại? Các bạn làm đến bài tiếp theo nhé. Vâng. Mỗi mỗi hôm có khoảng 100 từ thôi mà. Rồi ok. Anh sẽ sửa phát âm cho các bạn một chút để sau này khi các bạn có thi xong rồi. Thực ra đến giờ phút này các bạn có thi thì cũng bạn nào qua cũng qua rồi mà trượt thì cũng trượt rồi ấy. Nên là anh sửa phát âm cho các bạn để thi xong rồi nếu mà có mở miệng ra mà nói câu gì đấy thì chúng nó không ỉa vào mặt tao. Cái này dễ quá rồi nha nên tao bỏ qua nhé. Cái này tự về nhà mà tập. Rồi anh mời hai bạn củ khỉ đọc. Nguyễn Trung Đức và Trịnh Hoài Đức.
nhanh nào các bạn ơi, mất thời gian quá. Có ba hai. 32 đến 34. Em đọc trước. Hello, I'm moving from here. Applicant, I'm here to install the television that you ordered. Yes, come right this way. We would like to mount the television on this wall. We plan to use it for presentation and training seminar. No, this looks like I forgot the tool that I need to the television to the work mount. I'm sorry, I will have to come back tomorrow morning. Oh, that's all right. However, please call me before you come tomorrow to make sure that someone is in the office to meet you. Chúng mày đọc như thế Tây nó đéo hiểu gì đâu. Có từ nào các bạn không biết nào? Bạn nào lúc nãy là người thứ nhất ấy nhỉ? Em Nguyễn Trung Đức à? Vâng. Bật cam, các bạn bật cam lên nào. Em đợi điểm mặc áo. Ôi dồi ôi. Khiếp. Ôi vai Đỗ Huy. Mày làm cái gì đấy Đỗ Huy? Ayo, cảnh đường chiếu đủ má. Mẹ mày học cái đi chơi ngồi hoi dạy học. Huy bật cam lên ngồi hoi dạy học. Huy nghe anh nói gì không? Quá nhỉ. Học này chả thi lỗ 900 mà. Mọi người, bố mày đi nghỉ mát à? Nào, thằng Nguyễn Trung Đức. Nguyễn Trung Đức đọc lấy đọc chưa đúng không? Vâng. Mà đọc lại cho tao nào. Hello. Hello. Các bọn khác nhớ. Ôi rồi. Các bạn khác nhớ đọc nhá. Hello, đéo ai đọc là hello cả. Nghe nó phèn. Appliance. Appliance. Ta check lại phát, nhớ ta bị sai. Appliance. Ôi dồi, mình chuẩn quá. Rồi, appliance. Đọc nào. Appliance. Install. Install. Đừng có install, nghe ngứa đít lắm. Television. Television. Last week. Last week. 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 Ví dụ đọc, hello, I'm Steven from Home Appliance Mart. I'm here to install the UHD television that you ordered last week. Đúng không ạ? Vâng. Nghe nó đỡ bị Việt, nó đỡ phèn. Tiếp. This way. Đọc các bạn Đức tiếp theo đọc nào. This way. This way. Would like. Would like. Wow, không phải là would đâu. Would. Would like. Nhìn mồm anh này. Wow. Wow. Would like. Anh hỏi Trịnh Trung Đức một tí, bình thường mày nghe được bao câu? Các cái đề gần đây á. Em khoảng Trịnh Trung Đức. À, khoảng 50. Bao nhiêu? 50. À, phát âm thế mà nghe được 50 cả. Tiếp. Wall. Plan. Plan. Không phải plan nhá. Plan. Rồi, không ai đọc là plan cả. Presentations. Presentation. Trọng tâm là thầy. Các bạn khác cũng đọc theo nhá. Presentations. Presentations. Rồi, seminars. Seminar.
NARS, chúng ta gọi là seminars. Rồi. Seminars. Bạn tiếp theo này, bạn Trung Đức kìa. Looks like. Looks like. Anh xin lỗi. Looks like. Looks like. Looks like. Looks có S ạ. Looks like. Looks like. Like. Looks like. Like. Rồi. Like. Forgot. 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 Đừng đọc là forgot nha. Rồi. Screw. School. Không phải là sao cu em. Đam mê cũng không nên nói đâu. Screw. Screw. À, lúc nãy mày đọc là school đấy. Tiếp. I'll. 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 Không bao giờ đọc là I will ở trong cái này, bởi vì nó có phải là viết tách ra đâu mà em đọc như vậy. Rồi tiếp theo bạn kia này. However. However. Rồi. Office. Office. Đừng bao giờ đọc là office nha. Office trọng là làm hai mất rồi. Office. Office. Meet you. Meet you. You ấy. Meet. Meet you. Me. Đọc là meet you. Meet you. Được. Someone is in the. Nói âm này. Is in the office to meet you. Someone is in the office to meet you. To. Không bao giờ đọc là to đâu. To meet you. To meet you. To meet you. Đúng không? To meet you. Rồi có cái từ mới nào các bạn không biết ở trong cái bài này không? Nhanh. Trung Đức trước đi. Ok. Cái đường này anh. Appliance. Này. The appliance. Appliance. Hả? Vâng. Appliance bằng với equipment, trang thiết bị. Home appliance là trang thiết bị gia dụng. Tiếp nào, có từ nào không biết đâu? À, đoạn này em biết rồi. Ok, bạn tiếp theo. Từ mount. Mount. Mount nó có nghĩa là gắn. Có nghĩa là gắn. Gắn là bằng cái gì? Fix, làm cố định cái gì đó lên cái gì đó. Chúng ta dùng từ fix, làm cố định. Tiếp. Từ presentation là buổi thuyết trình hay cái gì? Ừ, thuyết trình, presentation. Rồi. Seminar là hội thảo. Ừ. Rồi. Rồi, tiếp. Seminar, đọc là seminar. Seminar. Đừng có ngọng như thế, seminar. Seminar. Rồi. Bạn tiếp theo nào. The screw đúng không? Cái đấy đính ốp em biết. Động từ cơ mà. Động từ. Thực ra nó cũng bằng gắn, gắn bằng đính ốp. Ngoài ra nó còn có nghĩa là đẹp. Đẹp theo kiểu đẹp mẹ mày. Screw you. Được chưa? Vâng. Nó bằng từ crumple. Các bạn không biết từ này đúng không? Twisting nhá. Tighten, anh cho nó bằng từ tighten. Làm chặt. Tie có nghĩa là chặt. Thần là làm cho. Rồi, tiếp. Đoạn này còn có từ nào nữa không? Không. Rồi, ok. Bạn Đức tiếp theo nào. Someone là cái gì anh? Someone là cái gì? À, một vài. Không phải. Someone bằng somebody, ai đó.
Rồi, ok, cảm ơn. Còn từ nào nữa không? Rồi, ok, anh cảm ơn. Bạn, hai bạn tiếp theo. Bạn Trương Cường và bạn Đỗ Huy. Em hiểu. Cường bật cam lên nào. Vâng, đợi em tí ạ. Các bạn mặc hết áo, bật hết cam vào nhá, đừng để mất thời gian nhá. Lát nữa anh sẽ quay lại với bạn Trương Cường sau, bạn Đỗ Văn Hưng nào. Vẫn chưa bật cam luôn. Dương Bảo. Khiếp vãi cả Thor mới lại. Hay. Mẹ thân xưa. Bé mấy tuổi rồi? Anh không nghe em nói gì luôn á. Đang tắt mic rồi. Đây ạ. À rồi. Rồi, bạn các bạn sống đúng với giới tính của mình nào? Em đọc trước rồi. Ai đọc trước cũng được. Hello. Đọc bừa đi, đọc bừa đi, có gì thì anh sẽ sửa sau. You are one final applicant that we are considering for the teaching fourth season at Belmont University. How do you think your previous job have prepare you to teach our university? Rồi. Tiếp đi, tiếp Well, đi. anh sửa hay là em đọc luôn à? Có không không? Em cứ đọc luôn để tí anh sửa cả thể. Well, I used to be an editor in chief Mày nhìn mắt tao này. at literary magazine. Therefore, I think it has prepared me well to teach the English literature department at your university. I would be able to help students to become better writer. Well, I think you are right about that. You seem to be qualified for the four seasons. As you may know, we don't pay a lot for this four season. However, if you take a job with us, you would receive a lot of time off during the summer vacation. Actually, that's one of the reasons I chose this job. Ok, anh sửa phát âm của các bạn này. Thứ nhất là bạn bảo trước này. Mày lấy niềm tin ở đâu mà mày đọc là applicants? À mày đọc là cái app, cái gì mày đọc đấy? Mày đọc là cái đéo gì cơ, nó còn đéo đọc được là applicant. Mày đọc lại từ đấy cho tao nào. Applicant mà. Mày đọc phát âm như nào ấy, mà tao phải ghi lại luôn ấy. Applicant. Đọc applicant. Applicant. Can. Can. Applicant. Applicant. Bây giờ số nhiều này, applicants. Applicants. Considering. Considering. Can không phải con nha, considering. Considering. Teaching. Teaching. Position. 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 Bố toàn đọc là po thôi bố ạ. Đây này, nhìn thấy không? Position, trọng âm nó rơi vào trước shin nên là chữ ơ nó phải đọc nhẹ. Position. Position. Rồi. Anh mồi mồi như này để sau các bạn học giao tiếp bên anh ấy, khóa 3 triệu rưỡi. Rồi tiếp university. University. Rồi. Previous job. Previous. 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 Có để ý là anh cái từ vias anh đọc rất nhẹ không? Previous. Previous. Rồi, due. Do you các bạn đọc thành due cho anh nhá. Do you think you think prepared preparing ring ở đâu ra? Teacher. Teacher. Lúc nãy mày đọc thành teach out university.
Rồi bạn Đỗ Huy này. Editor. Editor. Rồi in chief. In chief. Các bạn đừng nhầm cái từ đấy với từ chef nha. Từ chef là khác nha, đầu bếp khác nha. Từ này mới là chef, còn từ kia là chief. Thấy chưa? Khác nhau chưa? Rồi. Rồi. Later, later, later magazine, therefore I think has prepared me well to teaching, đọc teaching. 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 Đừng có kéo dài từ in quá. La là teaching. 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 Dù sao nó cũng là khách hàng, không được giết khách hàng. Rồi, literature, literature. Literature. Như này. Leader bởi vì sao trọng âm à, giữa nó là vẻ ngoài, được chưa? Literature. Đó, literature. 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 Rồi. À, không phải mày, thằng Sơn mới là mẹ rồi, là giáo viên dạy tiếng Anh. Tiếp. What department? Department. 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 Rồi. Help. Help. Đừng bao giờ đọc là help nha. Help. Help. Rồi. Rồi, better. Better. Riders. Riders. Riders, có S. Riders. Ví dụ câu này. I would be able to help the I'm sorry. I would be able to help students to become better riders. Em đọc lại câu đó nào. I would be able to help students to become better riders. Help students. Helps students. Helps students. Các bạn từ tu nha, các bạn không bao giờ đọc là tu đâu nhá. Các bạn đọc này. Bật hơi. To become, không bao giờ đọc to become đâu. Help. I would be able to help students to become. Help students to become. Không bao giờ đọc help students to become đâu. To become thôi. Better writers. Rồi, tiếp. Bạn bảo này, thank you. Nối âm. Bảo ơi, lại tắt mic à. Thank you. Rồi. Dạ, không có S. Dạ. I think you are right about that. I think you are right about that. Rồi. Qualified. Qualified. Không phải qua mà là o thôi. Qualified. Qualified. Rồi. Position. 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 Rồi, tiếp theo là từ would. Wow. Would. Would. Rồi, receive. Receive. A lot of. A lot of. Rồi, a lot of. A lot of. Summer. Summer. Không bật hơi, summer. X xì á, giống từ hình xăm ấy. Summer. Vacation. Vay, không phải vơ đúng nhá, vacation. Vacation. Rồi. À, bạn Huy này, that's one. Nói âm, that's one. That's one. That's one mà. That's one. That's one. Reasons I. Reasons I. Reasons I. Nói âm á. Reasons I. Reasons I. Reasons I. Hiểu không? Reasons I. Reasons I. Ví dụ, actually that's one of the reasons I chose this job. Ví dụ vậy. Được chưa? Có từ nào các bạn không biết ở đây nào? Bạn bảo trước nào. Lướt nào. Cái phần đầu tiên bảo có không biết từ nào không? Nhanh nào. Cái từ literary. Phần đầu tiên của em cơ mà. À, không ạ. Huy. Cái từ editor in chief à? Tổng biên tập. Ok. Cái đó.
Con béo nào bây giờ mới vào này. Duy cùng Nguyễn giờ mới vào em. Lịch học của chúng ta đổi đến 7:30 rồi nha. Tiếp. Có từ nào không biết nữa không? Không ạ. Rồi, bạn báo. Không ạ. Phần dưới này các bạn biết hết rồi gì? Vâng. Rồi, ok, cảm ơn. Bạn Nguyễn Hoàng và bạn Mai nè. À, bạn anh xin lỗi, bạn Thành đi. À, Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành đã hết khóa mõm cho em. Rồi ạ. Rồi. Tiếp, hôm nay mặc cái áo nhìn men lì dễ sợ. Đinh Văn Thương à? Có em. Ừ. Nhìn mặt thằng Bảo, mày để cái set cái lighting nó ấy đi, cho nó như là nó thể hiện sâu cái khuôn mặt của mình ấy. Mà mày nhìn tối om luôn, nhìn nhân tướng học không được tốt. Rồi, có những cái phần này á thì từ nãy giờ các bạn có theo dõi không? Anh hỏi thẳng, hỏi thật. Theo dõi thì bảo theo dõi, không thì bảo là không. Có từ vựng nào các bạn không biết không? Bạn Thương trước. Phần mảng này có nhiều từ kiểu có một vài từ nhìn quen chắc em quên nghĩa như kiểu nói. Từ đó. Cứ nói đi, cứ nói đi. Cái từ previous previous nè anh. Từ đó previous nè hả? Vâng. Ôi dồi, từ này học mãi rồi thế. Không, em bảo em quên. Previous bằng với prior to bằng với before trước kia. Rồi, từ nào nữa không? Rồi, bạn Thành nào? Một khổ thứ hai này, Thành có không biết từ nào không? À, từ literature này là văn học nha. Literature là văn học. Có từ gì em? Hai thì em chỉ có mỗi cái từ anh vừa giải thích thôi. Bạn Thương khổ thứ ba có từ nào không biết không? Không anh ạ. Rồi ok. À, cuối cùng thì chắc là hết rồi đúng không? Rồi hai bạn, mời hai bạn đọc cho anh nào. Thương đọc trước. Chris, how are the renovation going in the dining room? Do you think well? Do you think we will be ready to reopen by this Saturday? Tiếp, bạn nói đọc đi, Thành đọc. No, definitely not. The shipment of floor tiles still hasn't arrived because the floor space is so large. It takes at least a week to finish the entire project. Thương cứ đọc với anh chuyển luôn đấy. I see. Well, we have a lot of diner. Reservation for the weekend. What should I do about that? Why don't you call everyone who already made a reservation and offer them a 20% discount on their next meal by way of compensation? Rồi ok. Nào, đoạn đầu tiên nào. Bạn Thương phát âm lại cho anh các từ là Chris. 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 Rồi. How are the, đừng đọc là how are the, nghe nó nặng. Tức là các cái R này các bạn đọc thành ở, bởi vì nó không nhấn.
renovations. The renovation. Renovations. Renovation. Có S em, S ở cuối cùng ấy. Renovations. Rồi, em biết từ này không? Anh hình như đấy là cơ hội ạ. À, không phải. Cái gì nhỉ? Fix. Sửa chữa. Cái này. Sửa chữa nâng cấp ấy. Cái này mới học từ chiều. Sửa chữa nâng cấp. Được chưa? Ở bên wow. Này, how are the renovations going in the dining room? Đúng không? Đọc the room cho anh nào. Room. U kéo dài ra. Room. Room. Do you đọc thành you? You ạ. You. You. Bật hơi một chút. You. Do you think we'll be ready to reopen? Reopen. I'm sorry. Đọc lại. Reopen. Reopen. Saturday. Saturday. À, em biết. Saturday. 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 Rồi, có từ nào mới không? Cái từ reopen. Reopen là tái mở cửa. Mở cửa lại đấy. Rồi tiếp bạn Thành này. Definitely. 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 Đọc nhanh này. Definitely. Definitely. Rồi. Thực ra là cái phần phát âm của Thành nó không quá sai nhưng nó không quá đúng. Kiểu như là sửa hẳn thì nó cũng không hẳn, nhưng mà để mà hiểu được khi mà một lần on one câu, tức là em nói một lần mà người ta hiểu được thì cũng vẫn chưa hẳn. Đọc này, space. Space. Rồi nối âm này, spaces. Spaces. Rồi, because the floor space is so large. Nó sẽ nói như vậy đấy. So large. Đọc lại nào, so large. So large. Rồi, take a list. It'll take a list. Take a, nối âm ấy. Take a list. Đọc nào. Take a list. A week. A week. Rồi. Cả nếu như trong cái cuộc đó, it'll take at least, I'm sorry, it'll take at least a week to finish. Đúng không? Em đọc lại từ finish. Finish. Rồi. Entire. Entire. Project. 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 Nó là y á, nghe nó. Đây này. Project. À, e. Project. 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 E đó. Có từ nào mới không? Project. Có cái từ definitely. Definitely. Definitely bằng với lại obviously, apparently. Biết từ apparently không? Có vẻ như ấy. Hoặc là obviously. Apparently, obviously, definitely. No, definitely not. Chắc chắn là không, được chưa? Hoặc là anh dùng từ certainly cho em dễ nhá. Nhớ từ certainly này không? Chắc chắn đấy. Rồi. Thương đọc lại cái câu này này. We have a. We have a. Rồi, bình thường nó là we have, nhưng nó có a đằng sau nên nối âm luôn. We have a lot of. We have a lot of. We have a lot of. Đọc nào, we have a lot of. We have a. We have, we a, have lot a lot of. Have a lot of. Have a lot of. Have a lot of. Cái này mà em đọc là diner hả? Dinner. Dinner.
Dinner. Nó không đọc là đờ như tiếng Việt đâu nhá. Dinner. Yeah. Tiếp. Reservation. Reservation. À không. Đó là re đấy. Không phải re đâu. Reservation. Đọc lại nào. Reservation. 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 Cái âm nghiến răng ạ. Reservation. Reservation. Ok. Bây giờ đọc số nhiều là reservations. Reservations. Weekend. Không phải weekend đâu nha. Weekend. Weekend. Should. Tiếp này. What should I do? Should I? What should I do? About that. Why don't you? Có từ nào mới không? Reservation là đặt chỗ rồi nhá. What do you call everyone already? Đọc thành là already. 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 O không phải O đâu nhá. Already. 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 Từ nhá, hình như là anh sẽ nói, anh đánh trọng âm sai rồi hay sao ấy. Already thì đúng hơn đấy. Already. Rồi, already, anh xin lỗi. Already, đọc lại nào. Already. Rồi, already. Reservation. Already. Đọc nào, reservation. Reservation. Next meal. Reservation. Đọc nào, next meal. Next meal. Meal, dài ra. Next meal. Meal. Dài hẳn ra. Meal. Meal. Chưa? Meal. Compensation. Đọc là compensation. 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 Đọc là compensation. Thành. Compensation. Rồi, compensation là gì? Compensation. Nghĩa. Đoạn này có từ nào mới không? Em không biết, em không nhớ. Compensation là bồi thường tiền nha. Có một cái từ cuối là anh có từ compensation. Là bằng từ refund hoặc reimbursement. Reimbursement là hoàn tiền. Các bạn lưu ý là các bạn thi đến đít rồi nên các bạn học vớ vẩn, anh cho các bạn nghỉ hẳn đấy nha. Cả kể các bạn nó học một vài khóa, hai khóa đến ba khóa, cả kể các bạn nộp các cái tiền tạm ứng cái nọ thế kia, anh nói trước là các bạn ý thức không học không tốt thì anh cho các bạn nghỉ. Bởi vì là các bạn vớ vẩn đến lúc ảnh hưởng hết kết quả của bọn anh. Rồi, tiếp. Thà anh tập trung vào những cái bạn người ta chịu học còn hơn là anh tập trung vào tất cả các bạn xong cuối cùng là chẳng được cái gì cả. Bạn Hải Vũ. Em đây ạ. Rồi. Với bạn Machine. Em đây ạ. Rồi. Quay cái quạt lui ra mà, quay cái quạt hướng ra khỏi cái mic ấy. Mai ạ. Mai. Cái đó trên đầu em ấy. À. Bởi vì là nếu mà em để thế thì nó sẽ ui dồi khiếp, nhìn thằng Hải già. Em đang để dâu mà. Thằng Bảo Giao dùng lần này dùng phá thế nhỉ. Không sai nhau rồi anh. Sa Bảo là Bảo Tố à. Rồi ok. Đọc đúng với giới tính của mình. Nào. Mời bạn Mai đọc trước. Ủa, Hải ơi, cái loa của em, cái quạt, chỉnh cái quạt, đừng đó. Đừng chỉnh cái quạt vào cái loa. Úi dồi ôi. Quạt chạy bằng điều khiển, quạt nhà mình chạy bằng cơm luôn, đây này. Quạt này. Cho em đọc đi. Từ đợi anh một chút, anh check cho có bạn nào nhắn tin gì đây. Rồi, ok. Ok. Hi Linda, I'm responsible for putting together a slideshow for get going away party this Friday.
However, I can't find many pictures. Do you happen to have any photos of Greg that you could send to me? What? Right, you're leaving the company. I have no idea. Yeah, he's talking a job at a design company. He says the job is full more suited to his skill. Oh, I'm ready for him. I have a few photos from last year's Christmas party. I'll find the ones with Ray in them and email them to you. Để anh dịch nhé. Chào Linda, mình đang chuẩn bị để làm một cái slideshow cho tiệc chia tay Greg vào thứ sáu. Tuy nhiên là mình không tìm được mấy bức ảnh. Bạn có bức ảnh nào của Greg mà bạn có thể gửi cho mình không? Ồ, cái gì? Greg đang đi à? Rồi đi à? Ồ, mình không biết. Ờ, nó đang nói về một công việc ở một công ty thiết kế. Đúng như cái cách các bạn nói vừa rồi luôn đấy. Đọc Lind. Anh có xong màn hình đâu đi. Cái gì? Em bảo gì á? Nè, anh làm mặt vui vẻ. Em bảo gì á? Anh có xong màn hình đâu. Không màn hình hả? Đang trình bày mà. Đâu làm gì có anh. Anh đang ghim, anh đang ghim. Đấy. Anh trình bày ở đâu ấy, trình bày ở đây đâu. Ờ, thế à? À, tại anh đang ghim à? Thế nên nó không hiện à? Anh ghim ai xong rồi trong đầu ấy. Không đấy mà làm sao mà lấy bọn nó đọc được. Anh hay nhảy nhiều cái linh tinh ấy. Anh bật như này cái gì thì nó lên đúng không? Vâng. Anh nhảy sang cái tab này thì đương nhiên là tắt, anh đang show toàn bộ màn hình mà. Đọc lại nào, Linder. Linder. Responsible. 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 E chứ nhỉ? Responsible. Take rep responsible. Risk E mẹ thằng này là tao. Responsible. Mày làm tao không tin được khả năng của mày. Responsible. Putting together. Đọc nào. Putting together. Cái quạt. Slideshow. Slideshow. Going away party. Going away party. Hi Linda, I'm responsible for putting together a slideshow for Greg's going away party this Friday. However, I can't find many pictures. Đúng không? Để em đọc lại cái từ picture này. Pictures. Tiếp này, từ photos. Photos. Bởi vì anh Mỹ nhá, nó sẽ đọc là the nhá. Em đọc là photos cũng được nhưng nó là anh. Em đọc là photo mà. Em đọc là photo. Em đọc là photos. Photos. Anh có quay lại video đấy. Thích thì tí nữa vào xem lại. Send to me. Đọc send to me. Send to me. Rồi đừng có đọc là send to me. Đó. That you could send to me. Send to me. Đọc that you could send to me. That you could send to me. Ừ, trước đây em có học phát âm ở đâu không? Em có. Học ở đâu? Em học trường. Hả? Em học ở trường. Trường nào? Trường công nghiệp vậy à? Sao phát âm ở trường công nghiệp? Ngày trước ai dạy tiếng Anh ở trên trường? Cô Thắm à? Cô gì em quên mất tên. Ôi dồi ôi. Cô Phượng. Cô gì? Chào cô Phượng. Ông. Trường công nghiệp của cô tên là Phượng hả? Anh không biết đâu. À ừ, cô Phượng. Rồi, nó phát âm tương đối ổn. Không đến nỗi. Rồi, chị Mai đọc lại. I had no idea. I had no idea. Nhấn mạnh vào đâu nha. I had no idea. I had no idea.
Được chưa? Đừng có đọc đều cả bốn âm. I had no idea. Yeah. Hiểu chưa? Đừng đọc đều cả bốn câu. Rồi, tiếp. Bạn Hải, bạn ấy bắn nhanh quá. À, hai cái phần này có từ nào mới không nào các bạn? Chắc là không đúng không? Anh không thấy các bạn vấp. I had no idea biết là cái gì không hả? Đấy. Tôi chả có ý tưởng gì cả. Sai rồi. Thay vì nói I don't know, các bạn có thể nói là I have no idea. I have no idea. Còn cái câu I had no idea là I didn't know. Tức là tao không biết đâu nhá. Được chưa? Cái thằng này đang rời đi rồi á. Tao chẳng biết đâu nhá. Rồi tiếp nào. Taking không phải là talking. Thưa với bố. Đấy. Cái thằng lìn này. Thế nó sao ạ? Sao? Đọc lại taking không phải là sao tóc tao rủ thế mà chúng mày không nhắc ra. Taking ạ. Taking. Taking. Không phải là talking đâu nha. Design company. Vâng. Design company. Em nhìn nhầm. Design company. Rồi. Suited. Suited. To his skills. To his skills. Skills. Skilled. Mai chú ý này. Happy for him. For him, for him. Đọc for him. For him. Happy for him. Happy for him. For, nó không đọc là for or for, for him. For him. Happy for him. Oh, I'm happy for him. I have a few photos from last year. Đọc lại, to Christmas. Christmas. Có ai ép? Christmas. Có ép ở hai chỗ, Christmas. Christmas. Rồi, Christmas party. Christmas party. Lại Christmas rồi. Christmas party. Christmas party. Uh-huh. The ones with it in them. In them. Bỏ cái từ them này đi nhá. In them. In them. In them. Nằm nọn ấy. In them. With Greg in them and email them to you. Email them. Email them. Đọc. Email them to you. Rồi. Nó sẽ đọc kiểu như vậy. With Greg in them and email them to you. Email them to you. Nó kiểu như vậy. Chứ nó không mấy khi nó đọc là in them and email them to you. Bởi vì nó thế nó rất là mệt. Thường cái TH này nó sẽ bỏ đi này. In them. Mail them. Mail them to you. I'll mail them to you. Yeah, I mail them to you. Được chưa? Từ more suit với là nghĩa là gì nhỉ? À đây, suit. More là hơn rồi nhá. Suitable. Suitable. Vâng. Là suitable. Phù hợp ấy, biết từ đấy không? Có từ nào không biết nữa không? Từ Linda. Linda, đọc là Linda. Em không biết Linda hả? Không biết từ đấy á? Em biết đâu rồi đây. You ask for it, don't complain, okay? Đây là Linda. Hi, Linda xin chào cả nhà. Thì hôm nay bận quá không có thời gian. Đấy là Linda của em đấy. Linda là tên người nha. Các bạn mà search Linda nó toàn ra này thôi. Linda nó cũng là cái con bé du học Nga này nữa này. Được chưa? Linda là tên người. Giống như kiểu là tên em ấy. Hải. Rồi nghỉ một tí, 2 phút. Tiếp Ngọc Anh, dạo này có quả đầu nhìn mình chán thế. Tiếp nó thở dài.
Đâu em lỡ thở rồi mà, có gì đâu. Lỡ. Còn lỡ. Phải làm gì bạn như vậy? Nhưng mà bạn bạn mày mới ở nhóm mới đến này. Em nhỏ mới đến đây. Bạn ấy chỉ là nhân, bạn ấy chính là nhân cách thứ hai của Bảo đấy. À, thế thì em Em thế tiếp. thì em nguyện Em đánh tiếp. đổi thằng Bảo. Em Em nguyện tiếp. đánh đổi Bảo. Ôi, Mai ơi, hát cho các bạn nghe đi. Ủa sao lại vậy? Bây giờ mỗi mình mày biết hát thôi, anh không biết hát đâu. À, hát hát bài gì à? Chị ông no 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 ấy. Bạn Mai không những biết hát còn biết rap nữa cơ. Nghe hay Ôi không? trời ơi, anh quảng cáo ghê thế. Đúng mà, tao lại bật mẹ Facebook lên bây giờ. Hôm nay có những bạn nào mới nhỉ? Có Mai này. Bạn bạn Năng à? Năng đâu, bật cam lên xem nào. Năng ơi. Thằng này thằng Tâm đúng không? Dương Triệu Vy. Dạ, em vừa đi uống nước ạ. Đỗ Huy, Dương Văn Hưng. Dương là Bảo, Đinh Văn Thương, Hải Vũ, Hoàng Văn Thanh. Nguyễn Hoàng, bật Nguyễn Hoàng bật camera xem nào. Dạ. Em chào anh ạ. Ok, I've seen you before. Mày trước kia mày học lớp nào này? Chúng mày có nghe thấy nó nói gì không? Anh em có À, biết em không? chưa là tên không ba anh ạ. Tên nào không ba, nhưng ý là trước trước đấy cơ mà, đợt anh Thành dạy ấy là Em quên mất tên lớp đấy không? Nghe. No Star. Mà mi ai Đợt đợt anh Thành dạy đến. Không. Không 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 có gì đâu. Bật cái cam lên nào. Từ từ em xíu em tắt cái này đấy. Cắt cái gì? Cái mày mà muốn nó đỡ xấu chỉ có cắt cái đầu đi, gắn cái đầu khác vào. Em rút cái tao gì à, cái gì à? Rút cái gì Cái lại? loa ra. Không, em rút cái loa ra thì mới nói được. Cool lắm. Tuyến là bạn nào? Tuyến bật Anh cam có lên. nhìn thấy em không? À đây có nhìn thấy ở đâu đâu. Anh thấy mỗi cái nồi cơm điện thôi. Em à. Rồi. Cắt cam đi. À rồi, Tuyến, ok. Sơn, Tạ, Văn Năng. Thằng Tuyến này trước lớp T8 à đúng không hay nữa? Sơn. Tạ Văn Năng nào? Dạ. Bật cam lên nào. À thằng Năng. À đâu nhìn lạ thế. Em Các đang bạn đâu mày. hai đợt ở cùng phòng nhỉ. Hả? Đang cắt tóc. Mày cắt tóc à? Nhìn nhận Vâng. ra luôn. Rồi ok. Ông kia ơi. Bạn Nguyễn Hoàng không có tên trong danh sách ạ. Nguyễn Hoàng nào? Nguyễn Hoàng ấy. Thằng Hoàng Hoàng Văn Nguyên anh ơi. Hoàng Huy à? Đâu? Bạn tên là Huy á? Huy này á? Không, có từ À, Nguyên Hoàng. Nguyễn Hoàng là Hoàng Văn Nguyên này ạ. Cái gì là thằng nào? Nguyễn Hoàng đấy là Hoàng Văn Nguyên này ạ. Hoàng Văn Hoàng Nguyên à? Văn Nguyên. Vâng. Rồi ok. Ôi dồi Cảm ôi. Các anh các chị ấy, các anh các chị để giấu bằng tên của mình hộ em với. Em đã dốt tiếng Việt thì chớ. Rồi, chúng ta quay lại học tiếp. Bạn Di Công Nguyễn với lại bạn Nguyên Hoàng, Hoàng Văn Nguyên. Bài tiếp theo.
Khiếp nghe các bạn còn mệt hơn khi đi phiên dịch ấy. Bởi vì phiên dịch ít là nó cảm thấy là đúng. Rồi. Đọc nào bạn Công đọc trước. John, did you hear that all employees will be tablet computers next week? I'm excited about it, but exactly, I don't know even my mobile phone is not a smartphone. Don't worry about it. I have one at home, and they are very very user friendly. You won't have any trouble từ đấy em không biết đọc anh ơi. Đọc bờ đi. Now tiếp nào không? I'm glad to hear that as a local design company, we can definitely use to tablet computers to increase work efficiency. You are right. If you have any question, feel free to ask me for help. Nha. Thế là phát âm của Công này nó rất là cứng và nó giống kiểu em đọc bị rời rạc từng từ ấy. Nghe nó sẽ rất là khó nghe với mọi người nghe. Công sửa cho anh các cái âm sau này. All nha, không phải all employees nói âm luôn. All employees. Did you rồi hear that? Did you hear that? Hear that. All employees. Receiving. Giống như là. Receiving. Free tablet. Computer. Không phải com đâu em. Computers. Computer. Có S ở cuối cùng á. Computers. Đọc nào. Computers. Computer. Có S ở cuối cùng công. Đừng có để anh sửa nữa. Computers. Computers. Next week. Rồi. Excited. Đây này, từ này nào. Excited. About it. Nói âm about it. Các bạn about đọc it. Nhá. About it. About it. Mà các bạn không thích đọc là đệt thì các bạn đọc là đệt cũng không ai nói gì đâu. About it. Actually, rồi, I don't know how to use one. Uh-huh. Even là thậm chí nhá, không đọc là even đâu. Event thì loại sự kiện, thêm chữ T khác nhá. Rồi, bạn Nguyên à? Nguyên. About it. About it. Không có about S. It. Không có S. Đừng có đọc quá tê. Don't worry about it. Đọc lại. Don't,
Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Đừng có cuối câu nữa. Don't worry about it. Don't worry about it. I have about one. It. I have one. I have one. One at home. One at home. One net, net, no. One at home. I net, have one at home. One, one at home. And các bạn đọc cho anh là in nha, không đọc là and. And they're very user friendly. You won't have any trouble. Have any, nội âm nào, have any. Have any. Have any. Any. Have any. Have any. Bật cam lên nào. Nhìn đây này. Have any, have any. Have any. Have any. Okay. Where are we? Trouble. Familiar. Đọc này. Familiarizing. 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 Familiarizing yourself with it. With it. Đọc with it. With it. With it. Okay. Tiếp này, ở bạn công glad. 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 As a. As a. Nói âm as, không phải giờ đâu. As a. As a. Logo. 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 Đừng đọc là logo nha. Design company. Company. Design company. Company đúng không? Company. Chẳng qua đây là come nên là company đọc nhẹ thôi. Definitely. Đọc nào. Definitely. Công ơi. Anh đọc lại đi ạ. Em. Definitely. 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 Computers. Computer. Computers. Chọn lần hai. Computers. 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 Rồi. Increase. Increase. Rồi. Work efficiency. Nói âm work efficiency. Work. Rồi. Bạn Nguyên này. Your. You're right. You're đọc thành you're right. You're right. If you you're right. You're if you nói âm à. If you. If you. If you. If you. If you. Feel. If you. No F no no với U ở đây. If you have any. If you. If you have any. Have any. Have any nói âm. If you have any. No. Questions. 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 Cái từ này học rồi mà. Questions. Quest. Đọc quest đã. Questions. 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 Rồi. If you have any questions, feel free to ask me. Ask me. Đọc mà. Ask me. Đừng có đọc bỏ s của nó đi nhá. For help. For you, help. For không phải for. For đọc thành for hết. For help. For help. For help. For for nhẹ thôi. For help. For help. Rồi, if you have any questions, feel free to ask me for help. Ví dụ vậy. Cả bài này có từ nào mới không? Công. Dạ. Có từ nào mới không? Không ạ. Rồi, bạn Nguyên có từ nào mới không? Cái từ familiarizing ấy anh. Có cái từ. Đấy cái từ anh đang chỉ chuẩn lại. Biết từ familiar không? Không. Familiar là quen thuộc ấy, familiarize.
yourself with something. Được chưa? Thì nó chính là get used to something. Tức là gì ạ? Làm quen với, dần quen với cái gì? Familiarize. Familiarize. Okay. Các bạn nào chưa được đọc không nhỉ? Trần Minh Chiến với Dương Thị Vi. À bạn ấy đi. Tạ Văn Năng. Tạ Văn Năng với lại Tâm Tâm này đi. Anh ơi, cam em bị hỏng không bật được. Mày vừa mới bật xong. Mày vừa lúc đấy mày bật cam xong giờ lại cam bị hỏng. Thì mà lấy anh Chiến nó vào điện thoại anh ạ. Đấy nào. Đấy bọn máy tính. À. Thôi. Anh tạm tin, anh dễ tin người mà. Bạn Tâm nào. Tâm ai em ca rồi à? Dạ, em đây. Hai con lĩnh đồ này đọc đi nào. Đâu con nào anh? Em đọc trước rồi anh. Từ từ cho tao 1 phút để tao lấy lại tinh thần. Nghe chúng mày đọc tao bị điếc tai á. Anh chưa bao giờ anh nghe, anh viết lại mà anh bị áp lực như, như anh dạy các bạn. Cái lớp T3, lớp T3 2021 học tốt, lớp đi học tốt. Nó học từ tháng 3 mà bây giờ nó học tốt lắm. Mai dạy lớp đấy đây. Nào ok, các bạn đặt nào. Excuse me, I'm conducting research on the effect that the new downtown mall is having on local resident shopping habits. To have a moment to talk to me. Talk to me. Sure, no problem. I can tell you that since the mall was built, I find myself coming downtown a lot more. I think that like most is that I'll ever have to struggle to find a parking spot. I see. What about the variety of shops? Are you satisfied with that? Well, I usually come to the mall to shop for clothes. I think there is a wide selection of women clothes. Phát âm sai hết rồi Chiến ạ. Nghe phát âm như thế người ta không hiểu đâu, nghe người ta không hiểu đâu. Rồi. Bạn là Năng trước này. Conducting. 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 Conducting, cần nhẹ thôi, conducting. Conducting. Các bạn khác cũng đọc nhá. Research on. Research on. Rồi effect. Effect. E. Effect. This is the effect. Effect of that. Effect. 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 Having. Having. Local. A local. Không phải call đâu mà local. Nhẹ thôi. Local. Local. Call. Local residence habits shopping habits oh yeah shopping habits rồi. do you have a moment oh my, do you
You have a moment to talk to me. You have a moment to talk to me. Moment. Đừng có moment như thế, nghe nó nặng. Moment. Moment. Hay là cũng không biết là anh đọc khác với mày như nào. Rồi, con lợn chiến. Từ thứ nhất, sure. Cong lưỡi lên giống trong từ sinh viên á. Sure. Sure. Problem. Problem. Rồi, sure, no problem. Sure, no problem. Ngọng LN rồi đấy nhá. Sure, no problem. Sure, no problem. Đừng có problem, nghe nó giống như bọn Philippines, bọn Ấn Độ vậy. Mình thích Ấn Độ thế cả. Problem. Problem. Đừng có problem. Prop. Problem. Problem. Can tell you. Can tell you. Can tell you. Since. Có S ở cuối. Since. Có S. Em đọc có S đấy anh ạ. Nhưng mà sao nó không bắt được rồi anh ạ. Điện thoại em cũng mới rơi xuống nước anh ạ. Đọc lại nào. Since. 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 Không có nha, đang không có nha, since. Đọc lại đi. Since. Built. Built. Was. Was. Was, có S. Có Z. Was. 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 Không phải là was à? No. Was. Was. Tao còn không nghe thấy Z của mày luôn á. Cái Z đấy anh dạy em vừa là phải cắn răng vào xong rồi thở ra thì em biết đọc cái đấy. Đọc lại nào. Đọc nguyên cái âm đấy thôi. Z. Was. Was. Rồi ok. A lot more. I think em đọc nó phải có nhịp điệu nha. I think what I like most is that I never have to struggle. Đọc struggle. Struggle. Đừng có struggle, nghe ngứa cả đít. Struggle, go. Struggle. Go. Go. Struggle. Struggle. To find a parking spot. Parking spot. Rồi tiếp variety, con lìn kia đọc variety. Variety. Variety, variety là tiếng Anh Mỹ. Shop. Shops. Shops. Shop. Shops. Shop. Shop. Có S ở cuối cùng không kia? Shop. Satisfy. Satisfy. Satis, bởi vì là trọng âm satisfied. 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 Hiểu không? Satisfied. Satisfied. This có ép. Satisfied. Satisfied. Rồi tiếp. Bạn nào chiến này. Usually. Usually. Không có đọc là usually nha. Usually. 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 Âm Z của em đâu hết rồi. Này, usually, usually, come on. Usually. 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 Close. Close. Đừng đọc là close. 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 Rồi. Selection. 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 Shin. Shin.
Woman's clothes. Woman's clothes. Không phải woman mà là woman. Woman's. Woman's clothes. Đừng có đọc là clothes. 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 Rồi. Hai bạn tiếp theo. Ui giời, 50 đến 52. À có từ nằm vựng nằm mới không ở đống này này? Struggle anh. Struggle. Nỗ lực. Vâng. Nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức. Rồi tiếp. Có từ nào nữa không? Parking spot. Spot là điểm. Ở trong cái ngữ cảnh nào có nghĩa là area. Ngoài ra nó còn là điểm nhỏ nữa thì gọi là mark. Còn từ nào nữa không? Hết rồi. Rồi, hai bạn tiếp theo là bạn Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Anh. Mỹ Anh nào? Dạ. Anh ơi, anh nói to được không? Em rút loa rồi, em thấy mic của anh bé lắm. Đấy là lỗi của tao à? Không. Mic anh to mà. Mic tao, tao đã cầm cái mic tao dí như này rồi, nó rất là to rồi. Tao gào thêm nữa để mẹ đứa nào cho tiền tao mổ họng. Chúng mày có cho tiền tao mổ họng không? Họng này nha, tao đi dạy. Đấy, tao dạy vì đam mê. Hôm nay thực sự là anh nghĩ là dạy lớp này chắc là vui lắm đây. Nhưng mà đéo vui. Cảm hận như cứt. Bạn Tâm nào? Mi Anh ơi, quay cái quạt ra nó đỡ ổn hơn. Vâng ạ. Tâm ơi. Dạ. Thì mẹ sao cứ bao giờ tao gọi phải đến 3 lần này mày mới thưa thế à? Mày đang làm gì ấy? Không làm gì đâu. Cãi nhầm nhầm nè. Đó. Đọc cái nào anh? Chịu. Dạ. Nhìn thấy màn hình không? Em có ạ. Đọc đi. Cái em nào đọc trước cái... ạ. Ừ, nghe em đọc trước đi. Thì đúng rồi, nó là bà đọc trước, không lẽ mày tranh nó đọc trước. Have you played your order? Yes. Mr. Johnson just called and said we want two more laptop and có sửa luôn không anh? Không ạ, cứ đọc đi ạ. Cái từ in này đọc là in à? 50-inch monitor. Cứ đọc bừa đi, ký sai thì tao sửa đi. Xong anh ơi. Well, I already placed the previous order, but the laptop and monitor will have to wait until tomorrow. The supply company closes at 8 p.m. Will you be able to deliver to us on the same day? Mr. Johnson, we're hoping to wrap everything tomorrow. I'm not sure. I will call them first thing in the morning and find out. Meanwhile, how much was the total for the order?
it came to 12,500 dollars. Do we have enough in our budget for more laptop and monitor? I will call Miss Ronson and ask. It look like we have gone over our budget. Sau thời gian tra tấn nhất luôn. Kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Các bạn đọc như này thì làm nói như này thì làm sao mà bọn nó hiểu được. Nghe phỏng vấn trượt lòi mắt à. À chết. Có những bạn nhà giàu thì không cần phỏng vấn, tự làm công ty gia đình. Đọc have you. Mỹ Anh. Dạ. Have you. Have you. Place. Place. Không có play nha, place. Place. Rồi, the place. Order. Bởi vì tại sao the lại order. Đọc là the mà không phải là the? Bởi vì trước quẻ quái nó sẽ đọc là the. The order. The order. Mister. Mister. Rồi. Just called. Just called. Wants to. Wants to. Laptops. Laptops. Có S ở sau cùng. Laptops. Laptops. Rồi. Inch. Inch. Monitor. 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 Ok. Nào bạn Cú Linh kia. Tâm. Already. 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 Chọn âm giờ bấm 2. Already. Place. Place. Previous order. Previous order. Previous order. Previous order. Nói âm luôn. Previous order. Previous order. The laptops. The laptops. 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 Monitor. Monitor. Will have to. Will have to. Not will. Mày còn đọc là will ấy. Đọc lại nào. Will. No, will. Lại nào. Will. Will have to wait. Will have to wait. Tomorrow. Tomorrow. Chọn con dơ vào âm 2 nha. Thằng nào đứa nào mà tao sửa nhá, tí nữa tao up cái video lên tự về mà xem lại. Hoặc là nếu mà ghi kịp thì tốt, còn không thì tự về mà xem lại. Chứ không phải là mẹ sửa thì người ta sửa đến 1 đến 2 đến 3 lần thôi. Mẹ sửa đến tỷ lần vẫn như thế. Được chịu. Supply company. The supply company. Closes. Closes. Nói âm này. Closes at. Closes at. 8 p.m. 8 p.m. Rồi. Mỹ Anh. Dạ. Able to. Able to. To không phải đọc là to. To. Deliver. Deliver. Not deliver, it's deliver. Trong âm giờ bấm 2. Deliver. 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 To us. To us on the same day. Đọc same day. Same day. Mr. Mr. Johnson. Johnson. Hoping. Hoping. Đừng đọc là hoping nhé. Nghe nó gây kinh khủng lắm. Was hoping to get. Không có S ở get. To get. To get. Không có S. Em có đọc hết đâu. Ta không điếc nha. To get. To get. Everything. Everything. Thing. Thing. Lẻ lưỡi ra đừng đọc là thờ, đọc là S. Giật vào đọc là S. Everything. 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 Thing. Thing. Tomorrow. Tomorrow. Okay, good. I'm not bạn tâm này. I'm not sure. I'm not sure. Not không phải not hẳn đâu. Not sure. Not sure. Call them. Call them. Call them. Call them. Call them. Call them. First thing. First thing. In the morning.
In the morning. And find out. Không phải là em này. Không đọc là em. And find out. Nó ít khi đọc là em lắm. How much? How much? Đây là bạn Mỹ Anh. Em cả bộ em. How much? How much? Much. Much. How much was the total for total? Total. Total, bởi vì vậy total. For the order. For the order. Không có s ở for. For the order. For the order, bởi vì em đọc cái từ gì for nó bị order. Sai đó, bị s đấy. For the order. Rồi bạn Tâm Lin đọc 12. 12. 12 thousand. 12,000. Đọc là thousand đã. Thousand. Lè lưỡi ra này. Thousand. Thousand. Rồi đừng bao giờ đọc ra là thờ nha. Tiếp. Hundred. Hundred. Kiếp đừng có hundred. Nghe giống như bọn Ấn Độ vậy. Hundred. Hundred. Dollars. Dollar. Thế mét bảo. Dollars. Dollars. Rồi, kiếm đọc là đô la. Have enough. Have enough. Do we have enough in our budget? Đọc budget. Budget. Laptops. Laptops. A monitor. And monitor. Rồi. Bạn Mỹ Anh này. I'll call. I'll call. Mr. Johnson. Mr. Johnson. And ask. And ask. Anh sẽ nói. And ask. And ask. Rồi. It looks like. It look like. Đừng có đọc là look like. Hiểu? Đừng có đọc dài. Thì look. Look. It looks look. Like. Giống như từ lực ấy, lực nhưng mà em bỏ cái dấu nặng đi, lực, bỏ dấu nặng đi. It looks like we've gone over the budget. 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 Không có S. Budget. Budget. Đã bảo là không có S. Budget. Budget. Ơ? Sao em có bị... Em thích sờ đấy, sờ. Không. Đọc lại the budget. Budget. Ơ? Đọc đi. Budget. Sao anh cứ bị có nhỉ? Em không hiểu luôn ấy. Đọc là budget. Mồm mày mà còn không biết thì ai biết được. Budget. Mày bị điên à? Em không biết nhưng nó cứ bị như thế. Budget. Budget. Rồi cũng cướp. Budget. Nhưng mà em không biết tại sao nó cứ bị như thế. Vì mày ngu. Budget. Budget. Chán đéo chịu được. Rồi chúng ta chuyển sang phần đọc một chút. Nghỉ 2 phút. Khi nào có đồng hồ của anh nó hiện 15 thì chúng ta chuyển phần đọc. Ta định cho chúng mày nghỉ sớm nhưng mà nghỉ sớm thì ít từ vựng về nhà quá, ít từ mới quá. Học đi, ôn thi đến đít, thi đến đít rồi. Chú Tư vẫn làm đề nha các bé nhá. Anh học thứ hai thứ năm hay là tuần học hết 7 ngày? Học hết em ạ, à. Thi đến đít rồi bây giờ còn muốn học mấy à? Thế là thứ tư vẫn làm tét à? Ờ, quay lại cái lịch học bình thường nha. Quay lại lịch học trước khi các bạn ôn thi nha. Chứ bây giờ các bạn thi đến đít rồi các bạn còn lười nữa thì mà tùy các bạn thích thế nào cũng được. Các bạn thích 2 buổi một tuần, các bạn thích 1 buổi một tuần, các bạn không thích học nữa các bạn bảo anh cũng được, anh không quan tâm đâu. Bởi vì các bạn biết tính anh rồi. Tao dạy thì tao rất là nhiệt tình. Mà mày mẹ có những ngày mà dạy 5K tao mệt vãi cả đái ra. Thật là tao chẳng muốn dạy nữa. Mà từ bây giờ anh ơi, em hỏi em ở nhóm kia lên thì là lịch là từ
7 rưỡi là tất cả các buổi trong tuần, chiều thứ tư là làm tiếp. Và Còn bây giờ anh còn nhận thêm những cái lớp gọi là cái, cũng phải chia sẻ với các bạn là dạo này dịch đói kém nên là cũng không có tiền trang trải, nên anh nhận thêm lớp dạy 1-1 online á, 9 rưỡi bắt đầu học. Thì các bạn biết là nó mệt như nào cả ngày. Người bẩn nách hôi ấy thì hôi dình ra, cảm giác rụng mẹ đi rồi. tóc thì dài Không, tóc là anh nuôi nha, tóc này thì là đặc biệt là anh nuôi nha. anh định đổi kiểu à? Bởi vì là đúng là chỉ có đợt dịch này thì anh mới được nuôi tóc, chứ còn đi làm thì đi dịch, đi phiên dịch thì lấy đâu được nuôi tóc. Sợ khách Dâu cho giá dặn nghe, hả? làm tí dâu cho giá dặn đấy. Không, đi dạy thì không nuôi dâu được, vẫn phải bật cam, chán lắm. Dạo này anh còn ra bơi kênh không anh? Anh có bơi kênh mà giờ đâu. Hôm nọ anh vừa bơi kênh để hút 3 lít xong. Điên là để ta lao xuống ta nhập tiền đấy. Bơi đéo ấy. Quyển này quyển 1 hay quyển 2 nhỉ? Quyển 1 đấy ạ, nhìn quen lắm. Ơ, quyển 2 chúng mày làm đến test mấy rồi? Mới làm test 1 rồi ạ. Ồ, thế thì không làm mấy được, phải là học quyển 1 vậy. Ok. Cái này đúng không? Rồi. Là các con voi khác. À, Dương Thiệu Vi nào? Có. Rồi, đọc nha, em đọc đi. Đọc câu 101 ạ. Miss Duckin asked for volunteers to help. Cái này có phải điền luôn từ không anh? Her with the employee finish program. Rồi anh sửa phát âm này. Volunteers. 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 Rồi chọn âm rơi vào tia nhá. Finish. 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 Program. I'm sorry, program. I'm sorry, program. 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 Rồi có từ nào mới không? Dạ không ạ. Chỉ là em phát âm sai thôi đúng không? Không ạ. Rồi ok, bạn tiếp theo. Ngọc Anh nào. Mr. Electric staff have extensive current hardware systems. Chọn đáp án chưa? Chọn luôn đáp án này. Em sẽ xem. Em chọn C. Đọc lại từ staff. Staff. Extensive. Extensive. Có S. Extensive. 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 Ten cái cục cứt mà ten. Trong tiếng Anh làm gì có từ ten. Extensive. 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 Các bạn biết là mỗi lần nó gào như thế, anh gào như thế sao họng là nó rất rát này. Anh sửa phát âm của các bạn, anh cũng rất là rát họng nha. Đọc này, current. 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 Earn. Trình. Systems. System. Có S ở cuối. Systems. Dịch.
cái nhân viên ở cái nhân viên ngành điện này là có nhân viên công ty laser electronics. Không phải ngành điện này. Electronics là gì? Điện tử. Nhưng mà đấy là tên riêng thì chúng ta giữ nguyên. Làm sao? Không gì nhân viên. Cái là gì làm việc cho cái hệ thống phần mềm hiện tại ạ? À? Không phải làm việc cho hệ thống hiện tại, có kiến thức sâu rộng. Vâng. Extensive là sâu rộng, có kiến thức sâu rộng về hệ thống phần mềm hiện tại, hiện hành. Có từ nào mới không? Không anh ạ. Rồi. Tiếp theo, Trần Đức Thao. Ủa, lâu lắm không được gặp Thao. Em nghe cứ tưởng Trần Đức Bo ạ. Hello anh. Mày nói bạn như thế. Bạn ấy đẹp trai người ngời này, manly này, Trần Đức Bo. Anh Phi thích rồi. Anh không thích học viên. Không có cái tư tưởng, cả cả ngoại tình trong tư tưởng nhá, cũng không có cái học viên luôn. Anh coi học viên như con, như cháu trong nhà ấy. Mà đéo ai người ta lại đi quan hệ với con cháu đúng không? Nhưng mà anh đã có ai đâu mà gọi là ngoại tình à? Hả? Anh làm gì đã có ai mà gọi là ngoại tình à? Em biết được là anh có ai à? Ta phải báo cáo với mày à? Anh chưa lấy vợ là chưa có ai rồi. Hả? Anh đã lấy vợ đâu? Thì đi cắm sừng người yêu thì cũng có thể là ngoại tình mà. Hay là em không gọi là ngoại tình? Hay là em cho rằng cái việc cắm sừng thằng Hải nó là chuyện bình thường? Ê 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 ê. Một đánh ba nào, Thao nào? Immediately a year Tallinn Industrial Supplies Audits the accountants of all of these factories. Mi Anh giải thích cho tao thái độ này là gì? Thái độ này là chán đến mình nói. Có từ nào mới hả em? Thao? Không có từ nào mới rồi. Thế mà lại còn đéo chọn được đáp án. Lại còn đọc sai, phát âm sai cái âm B. Đọc âm B lại nào, immediately. Immediately. Nhưng đấy cũng không phải là đáp án. Nó là yeah, once a year. Đọc once a year. Once a year. Audits. Audits. Đọc cái đoạn này nó nối âm hơi nhiều này. Accounts of. Accounts of. Accounts of all of. Accounts of. All of. All of it. All of it. All of. All of it. 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 Yeah. All of it. All of it. No. Factories. 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 Tree cơ mà, có phải Tory đâu. Factories. Factories. Rồi. Đan ạ. Yeah nha. Câu 104. Đứa nào có thấy có từ mới thì cứ tự động nói để tao thêm mà nha. Là không có nhu cầu đi giải dứa cho người khác nữa đâu. Tuân Vũ nào. Mr. Pham requested a refund because the coffee machine revised were damaged. Bỏ cái quạt ra. Em bỏ rồi đấy anh. Anh nghe rõ không ạ? Em vẫn đang hướng cái quạt vào cái mic cho nó mới bị rè rè như thế đấy. Đọc lại, Miss Pham. Miss Pham. Không ạ.
requested. Requested. Refund. Refund. Thầy thì đọc refund, học trò thì refunder. Refund. Anh xin lỗi nha, refund. Refund. Danh từ và trọng từ, danh từ động từ nó phát âm khác nhau. Coffee maker. Coffee make. Maker. Maker. Coffee maker. Coffee maker. Received. Receive. Vada. Received. Receive. Damaged. Damaged. Rồi có từ nào mới không? Không ạ. Dịch. Cái cô này thì yêu cầu trả lại cái cái phí của cái máy pha cà phê này. Cô ấy trả đã... lại tiền đúng rồi, ôi dịch kéo đi vào lòng đất thế. Yêu cầu được hoàn tiền hoặc yêu cầu được trả lại tiền. Tiếp đi. Thì cô ấy vì hoàn lại tiền vì cô ấy nhận được cái máy này như là nó bị hỏng hay sao không ạ? Hình như nó bị hỏng hay sao ấy, phải không? Mày dịch cho tao dịch. Damaged chắc là hỏng ạ. Damaged. Damaged. Damaged bằng broken, ok. Tiếp 105, 105. Rồi, chào Mạnh Đức nào. Có. Đọc. Information about the airport in the lobby available at the reception desk. Các bạn ơi, lần sau anh gọi các bạn nếu mà không có cái mic như tao rồi này, không có cái mic này ấy, thì chúng mày làm ơn để cái quạt ra. Nghe ù khó chịu kinh khủng luôn đấy. Từ duy nhất anh muốn sửa của em đó là reception. Reception. Thầy thì đọc reception, học trò thì reception. Reception. Bạn đừng, anh cách mà em đọc ấy, nó tức là em phát âm nó không sai nha, nhưng mà nó bị nặng quá về giọng Việt Nam, hiểu không? Reception. Đó reception, đó reception nó. Ví dụ mà mỗi lần mình đọc mình phải rung rung người như thế. Để biết làm gì không? Làm gì ạ? À? Cho cần nó rung em. Tao nhìn vào hình ảnh của tao là một thằng già mệt mỏi, uể oải. Xong ví dụ như là có lớp 9:30 đúng không? Dạ em chào anh ơi anh làm bài tập về nhà chưa ạ? Dạ vâng em chào chị. Chị ơi mình tiếp tục bài học ngày hôm qua chị nhé. Anh không quát được bởi vì họ người đi làm, không quát được. Có từ nào mới không? Không. Em đọc lại cho anh này. Information about the artwork. Information about the artwork. Lên xuống này. Information about the artwork. Information about the airport. In the lobby. In the lobby. Is available at the reception desk. Is available at the reception. At the reception desk. At the reception desk. Re, không phải là Z. Z. Rrr, re. Gì cái cục cứt. Reception. Đéo dậy nữa. 1-6. Nào, Trần Đức Thao móc ngược từ đít lên. Cam. Đây đi. Bật cam lên. Tao nhắc từ đầu buổi học đến bây giờ mẹ nóng vãi đái là tao cũng phải mặc áo hằng hoi tử tế đây này. Bởi vì hôm nay là cái buổi phát âm nên tao mới phải bật cam.
tao chỉnh phát âm cho chúng mày, nhưng mà có vẻ là chúng mày thấy rằng cái đấy là làm cái việc mà không cần thiết thì phải. Không cần thì tao khỏi phải chỉnh phát âm nữa. Nói để nói một câu xong nó ỉa vào mặt tao ấy. Bởi vì sao? Vì là học viên của tao có những thằng đạt được 500 TOEIC, chính là thằng Lãm đấy. Mi anh ấy. Mẹ ra nó phỏng vấn rồi đó. Em 500 TOEIC mà nói như thế này hả? Xấu hổ không? À, mặt thái độ à? Tao bắt sang bên này học bây giờ. Nào, đọc nào. With the gamma XTI binoculars, users can easily see objects that are more than 100 meters away. Mày là người Việt Nam à? Đúng rồi anh. Thằng nào nghe như cứt vậy. Từ lẽ giờ có thằng Hải là phát âm còn tạm tạm. Hải là giỏi nhất trong những đứa ngu nhất. Để đây anh ăn chửi em à? Khen đấy. Đéo có kia Jerma được. À, đéo biết nó đọc nào luôn. XTI đọc nào. XTI. 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 Rồi. Binocular. Binoculars. Binoculars. Users. Users. Can easily. Can easily. 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 Đừng đọc là easily em nhé. Nghe nó nặng. Vâng ạ. À, ta còn phải dạy nói vâng ạ. À. Anh diễn lại đoạn đấy nhé. Đừng đọc là easily em nhé. Nghe nó nặng lắm. Vâng. Ừ. Người ta nói thì phải vâng nó dạ chứ. Đây là easily. Thấy không? Easily. Đó, nó không đọc là easily đâu, hiểu không? Easily. Đọc easily. Ok, good. Chúng mày mẹ nộp thêm tiền tao sửa phát âm nghe chưa? Mỗi đứa 50.000 một buổi. Chứ thầy dạo này đói quá rồi. Có thằng nào chưa được sửa phát âm phát nào không? Rồi, tiếp này. Em ạ. Em là ai? Tuấn Anh ạ. Ô chết, tí nữa thôi. À, nhưng mà Tuấn Anh phát âm ổn rồi nên là không ấy. Quên mất Tuấn Anh ạ. Tuấn Anh phát âm ổn mà. Meters away. Đọc meters away. Meters away. Meter. Meters away. À, từ lẽ ra ta che cái hình của Tuấn Anh. Ta bảo sao ta không thấy nó bao giờ. Ờ. Nhớ nhá, đọc những cái từ mà anh sửa rồi đọc lại cẩn thận nhá. Em thì cũng đẹp trai rồi đấy, cũng học giỏi đấy, cũng chịu khó đấy, nhưng mà phát âm như lồn. À chết, à, phát âm chưa được tốt thì cần phải chỉnh sửa thêm nhá. Em là có mặt trái xoan rồi đấy, em biết mặt trái xoan là gì không? Mặt xoan là mặt hình quả xoan ấy. Chưa nghe bài thơ của các cụ à? Mặt lìn là mặt trái xoan, nhà ai có phúc mới đẻ ra mặt lìn. Đẹp. Ta đang khen mày đấy. Thôi, nói đùa đấy. Cái từ binocular là gì anh? Em quên mất rồi. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Ai, why should I? Binoculars. Cái này nó có binocular hay binoculars nhỉ? Yeah. Giúp anh trả lời những câu hỏi. Binoculars. Binoculars. Lẽ anh đọc là binor đúng không? Không, anh không đọc là binor đúng không? Chúng mày có nhớ tao đọc là cái gì không? Là binor. Ừ, binoculars. Binoculars là cái gì? Đúng. Thôi tao ghi vào đây nhá. Hình như nó bằng một telescope hay sao nhỉ?
Đây, field glasses. Anh sẽ để cái từ phiên âm luôn, field glasses. Cái mic của thằng nào cứ tèng 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 vậy. Rồi, hôm nay có 15 từ mới rồi á. Tí ta phải bịa ra thêm khoảng 20 từ nữa cho nó nhiều. Tuấn Anh nào? Dạ em đây ạ. Rồi dịch đọc cái bài số 17, câu 107 và dịch. The physical, cái từ tên đấy em bỏ qua đúng không ạ? Association is committed to keeping cost for its certification programs. Ta rút lại lời khen với mày nhé. Anh kia em đọc một đúng câu khó. Đọc physical. Physical. Nhìn lưỡi anh này, therapy. Therapy, I'm sorry. Therapy, therapy. 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 Các bạn nhớ là cái này không đọc là therapy đâu, bởi vì là trọng âm nó đã rơi vào âm nhất rồi, thì cái âm A đấy chắc chắn nó sẽ đọc thành âm ngắn. Therapy. Therapy, được chưa? Therapy. 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 Association. Association. Is committed. Is committed. To keeping. To keeping. Costs. Costs. Bật hơi. Costs. Cost. Không phải cost. Costs. Cost. Cost. No. Costs. 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 Rồi. Costs. Affordable. Affordable. For it. For it. For không phải for. For it. For it. Certification. Certification. Không phải cây. Certification. Certification. Rồi programs. Programs. Rồi có từ nào mới không? Dạ có từ certification nhá. Em quên mất cái từ đấy. Certification. Vâng. Bằng cấp. Hiếu ơi. Dạ. Mày có biết làm mày hỏi thằng Tuấn nhá, bảo nó làm cái này xong rồi làm cái danh sách của cái audio của cái này xong gửi cho tao nhá. Mày biết làm cái cả audio hai bên một bên em biết chứ, một bên làm nhau em làm luôn thì được, làm xong kiểm tra lại rồi hắn gửi tao nhá, sai tao chửi cho đây, tao báo trước đấy. Vâng. Rồi đấy, anh đợi em đợi tí, em chụp hình em làm luôn tí đợi nhá, vì gửi chửi lại chửi gì à được ấy xài. Một thằng trợ giảng chất lượng thế mà bị đuổi. Được rồi ạ. Rồi các bạn nghỉ nha, buổi hôm nay đến đây thôi, học nhiều đau đầu.